Muốn mua một căn hộ diện tích rộng hơn tại cùng tòa chung cư đang ở. Nhưng hai tháng nay, anh Văn không thể tìm được dù đã phải qua kênh môi giới để tiết kiệm thời gian và công sức. 3-4 năm trước thì mình mua cái giá nó rất là bình thường. Thế như là từ đầu năm nay thì giá nó tăng đột biến nên là nó tăng phải đến gần gấp 3 lần. Những người có nhu cầu thực như anh Văn ngày một nhiều lên kể từ đầu năm đến nay. Hãy xem một vài số liệu sau để thấy chênh lệch cung cầu về nhà ở tại Hà Nội đang như thế nào. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đến năm 2025, dân số Hà Nội dự kiến đạt 9 triệu người, tức là sẽ có khoảng 120.000 gia đình được thêm mới, cần khoảng 50.000 căn hộ một năm để đáp ứng. Trong khi quý 1 năm 2024, thị trường Hà Nội chỉ ghi nhận 3.000 căn hộ mở bán mới. Rõ ràng, giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng của thị trường đang là một khoảng cách rất xa. Nhu cầu hiện tại thị trường rất là lớn. Lượng dân số trẻ đang có nhu cầu sở hữu chung cư rất là lớn. Chúng ta đã nhìn thấy là do nguồn cung hạn chế và các chủ đầu tư đã có cái biên độ giá tăng lên, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái là nếu như mà thị trường không hấp thụ thì giá sẽ khó có thể tăng được. Theo một số chuyên gia về nhà đất, bên cạnh yếu tố thiếu nguồn cung, trong khi nhu cầu ở thực tăng lên, thực tế thị trường đã ghi nhận thêm một số nguyên nhân khác cần phải xem xét một cách nghiêm túc. Một số những cái tổ chức về đầu tư bất động sản nước ngoài, của quỹ tiền nước ngoài, khi mà thu gom các dự án lớn của doanh nghiệp ở trong nước, người ta tái cơ cấu lại và người ta làm theo các cái chiến lược về cơ sở tầng, các cái đa tiện ích, và người ta đẩy cái giá lên, và cái giá đấy là cái giá bất thường. Từ ngày 1 tháng 8, ba luật về bất động sản bao gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý cho hàng ngàn dự án đang chờ được hoàn thiện để bổ sung nguồn cung cho thị trường. Nhưng các chính sách thì cần thời gian để thẩm thấu vào cuộc sống. Những cơn sốt giá điên cuồng về nhà ở nói chung và chung cư nói riêng tại Hà Nội khó có thể hạ nhiệt chỉ trong ngày 1, ngày 2.